cùng i Channel tìm hiểu việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn là những việc làm như thế nào. Trong cuộc sống, có rất nhiều việc làm nhỏ bé, đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Những việc làm này có thể xuất phát từ những suy nghĩ. Hành động bình dị của mỗi người, nhưng lại có thể mang lại những giá trị to lớn cho bản thân. Cho người khác và cho xã hội. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn là những việc làm không đòi hỏi quá nhiều về vật chất thời gian công sức nhưng lại thể hiện được tấm lòng tình cảm sự quan tâm sẻ chia của con người một lời động viên một cử chỉ giúp đỡ nhỏ bé có thể mang lại niềm vui sự động viên và giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn tôn trọng yêu thương mọi người là một việc làm cần thiết và quan trọng trong cuộc sống những hành động nhỏ bé như nhường ghế cho người già giúp đỡ người khuyết tật cũng thể hiện được sự quan tâm tôn trọng của bạn đối với mọi người xung quanh bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người những hành động nhỏ bé như không xả rác bừa bãi sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cũng góp phần bảo vệ môi trường tham gia các hoạt động cộng đồng là một cách để bạn thể hiện sự quan tâm sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn có thể mang lại những lợi ích to lớn cho bản thân cho người khác và cho xã hội đối với bản thân những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn giúp chúng ta rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp như lòng nhân ái sự sẻ chia tinh thần trách nhiệm, những phẩm chất này sẽ giúp chúng ta trở thành những người tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đối với người khác, những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn giúp họ cảm thấy được quan tâm. Yêu thương, giúp đỡ, từ đó có thêm động lực để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đối với xã hội, những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Nơi mọi người sống chan hòa, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, mỗi người hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ hàng ngày để góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.